Chào mừng các bạn đến với thế giới máy chế biến gỗ quá gì. Hôm nay chúng tôi giới thiệu cho các bạn dòng máy tiện CNC đa chức năng thay dao tự động 4 trục tại công ty quá gì. Đây các bạn xem qua cơ cấu máy hết sức là đẹp hiện đại nha các bạn. Đây màn hình cảm ứng. Đây cơ cấu bên trong. Đây các bạn xem hệ thống trục chính đây. Dao phay chà nhám. Các bạn xem chắc chắn vô cùng nha các bạn. Dòng này thay dao tự động luôn nha. Đây dao gắn chip có thể trở đầu khi mà bị mẻ bị mòn nha, hết sức là tiện lợi. Đây thay dao tự động đây các bạn. Tám dao là chúng ta có thể thay thế được nhiều biên dạng cho dòng máy rồi. Như các bạn xem này, để mình gắn cái cây khôi này, cái này là hai cái kẹp mà giống như hành trình của nó để giữ gỗ á, thì chúng ta có thể chỉnh theo một chiều dài của gỗ chúng ta. Dao hết sức là bén luôn nha. Cái này thì xài giống như là chương trình vẽ là ở trên máy tính hết rồi, xuất qua file USB. Con này thì chống tâm được tới 1 mét nha, 1000 mm. Từ khoảng dưới 1000 là con này làm thoải mái. Con này được cái hiện đại là thay dao tự động, không phải thủ công cho nên độ chính xác rất là cao luôn. Xem qua với công suất động cơ thì cũng nhỏ cho nên là không tốn nhiều nhiên liệu nha. Như động cơ đó chỉ có 3 HP thôi, sẽ không có tốn nhiều điện năng tiêu thụ của nhà xưởng chúng ta. Hiện đại vô cùng, quay bằng sạc vô là hết sức chính xác luôn, không như hoàn lạc. Tiện là sản phẩm 10 cái như một luôn nha các bạn. Dài đây, nhưng mà khi hoạt động là chúng ta có cửa che chắn ở bên ngoài rồi, thì giống như những cái phôi gỗ văng ra cũng không ảnh hưởng đến người vận hành. Đây, các bạn thấy hệ thống chà nhám hiện đại ghê chưa. Nhưng mà cái này có mấy miệng hút bụi nữa, khi mà các bạn mua thì các bạn mua thêm một cái hút bụi di động nữa để gắn vào, nó chạy sẽ là ít bụi hơn như thế này nha. Cái này mình quay mô phỏng thôi cho nên bụi văng hơi nhiều. Nếu các bạn thấy yêu thích con máy này thì cứ nhắc điện thoại lên gọi ngay số hotline 0903 600 113, hoặc truy cập vào website quackgy.com để xem thêm nhiều sản phẩm hơn để lựa chọn sản phẩm phù hợp cho công ty đơn vị sản xuất của mình. Còn nếu muốn xem máy trực tiếp thì mời các bạn đến số 401 Tô Ngọc Vân, khu phố 1, phường Thạnh Xuân, quận 12 để xem trực tiếp các dòng máy hiện đại tại đây. Cảm ơn các bạn.